Hello, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Trân. Hôm nay Trân có mua một con vịt. Trân sẽ làm món vịt nấu chao. Xin mời cả nhà cùng vào bếp với Trân nha. Cả nhà ơi, bây giờ Trân sẽ ướp vịt. Trân sẽ cho 2 muỗng bột nêm, một muỗng xíu ra, lá có gì nếm thêm, một ít bột ngọt, và Trân sẽ cho thêm một tí bột ớt cho màu nó lên đẹp, và Trân sẽ cho tỏi phi. Tỏi xay, Trân cho hồi nãy Trân xay 3 củ hành, 4 tép tỏi, mà thấy cái củ hành này to quá, nhiều quá Trân để làm ít, không để vô hết. Giờ là Trân sẽ cho chao, chao này là chao môn. Rồi chảo nóng này Trân sẽ để tỏi của hành hồi nãy còn dư đó, Trân phi lên cho thơm, rồi Trân sẽ đổ vịt vô xào lên. Rồi, Trân sẽ cho vịt vô. Thịt cũng đã săn lên rồi, bây giờ em cho nước dừa. Một phần ba bình nước dừa. Thêm một ít nước sôi. Vịt cũng đã nấu xong rồi, bây giờ Trân múc ra nha. Trân nấu khoảng 20 phút, nấu lửa vừa vừa thôi, không nấu quá lớn, nấu riu từ từ. Hồi nãy mấy cái gia vị Trân nêm vô là vừa ăn luôn, không có thêm bớt gì hết, Trân chỉ có thêm một ít nước sôi vô, bây giờ Trân múc ra. Cả nhà ơi, Trân nấu xong rồi, mời cả nhà cùng ăn với Trân nha. Cho con nè, cho con nè.
lên gấp bún. Xịt. Tèo, ngồi xuống con. Chúng sẽ cho củ hành vô. Hồi nãy nấu mà xém quên. Cái dịch nấu chao này đó chân ăn kèm với rau muống, cải xanh, lá quế, ngò gai. Múc chao. Nổ tèo, nổ. Món này chấm chao ngon. Nhà chân còn dư nấm rơm trong tủ đá. Nấm rơm này Việt Nam nhập qua đó kìa nhà. Chân để vô luôn. Ăn cho nó ngon. Lẩu này 2 ngăn, cho ăn 1 ngăn. Nếu mà lát bên này dư, để cho con trai cho ăn. Nổ, tèo, xếp. Nổ, xuống đất là phá. Để cho con nè. Sẽ để rau. Đó bụng lắm mấy cả nhà ơi. Chân vừa nấu vừa leo lên máy tập được 40 phút. Nấu xong ăn, giờ này ăn là ngon lắm. Ráng tập chứ ngày nào cũng ăn uống kiểu này mai mốt là chắc quần áo chật hết luôn á. Chúng ta cho miếng cải xanh. Lần này Trân mua được cái hũ chao môn này nấu ngon, rất là ngon, thơm. Lần trước Trân nấu cái hũ chao kia ra nó không có, nó không ra được cái mùi vị đó, kỳ lắm, nấu không thấy nó kỳ lắm. Trong đây Trân có để môn trong đây một bịch rồi, lát có ăn thêm thì để thêm, Trân không có ăn môn nhiều.
bớt lửa lại. Mời cả nhà cùng ăn với Trân. Nó đã, ngon quá cả nhà ơi. Đúng cái mùi vị mà Trân thích ăn ở Việt Nam, cái quán đó gần nhà Trân nấu rất là ngon. Hôm nay Trân đã nấu được cái mùi vị đó rồi, cái khẩu vị đó rồi, nhưng không có ngon bằng là tại vì cái quán đó nó nấu là vịt xiêm, còn mình đây thì không có vịt xiêm, vịt này nấu hơi mỡ. Trân mới làm video cho nên là Trân chưa có kinh nghiệm nhiều, là chưa có biết cách để chia sẻ cách nấu mà nó rõ ràng hơn để cho cả nhà hiểu. Nhưng mà từ từ Trân sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, tại vì nấu cứ nêm nếm theo kiểu gia đình á, cho nên mà cứ nhắm chần quen rồi, Trân không có nêm quen cái kiểu mà định lượng bao nhiêu. Bỏ lá quế, mùa đông rau mắt lắm nha, 4-5 cộng ha, 7 cộng á, 7 cộng lá quế gì là 3 đồng mấy, 2 đồng mấy, 3 đồng mấy vậy. Mùa đông rau mắt lắm. Mùa gai cũng vậy. Trân thì ăn rau nhiều hơn ăn thịt, cho nên là tiền mua rau nhiều lắm, mỗi lần đi chợ. Ví dụ Trân đi chợ 100 đồng thì Trân mua rau hết khoảng 60 đồng, Trân mua thịt cá 40 đồng thôi. Ở Mỹ mà thích ăn rau là tốn tiền lắm cả nhà. Hôm nay hơn chưa mua con vịt nè, không có mỡ nhiều, ngon. Hết sảy con bà bảy. Gà vịt thì Trân là mê ăn xương, không thích ăn nạc. Bây giờ chẳng lẽ lên đây ngồi ăn mà ngồi cạp, không biết cạp đến bao giờ mới xong nữa. Trân là cổ cánh giò là Trân ăn hết, nạc để lại.
Lâu lắm rồi chân mới ăn lại món vịt nấu chao, ngon quá. Tự mình nấu và tự mình khen luôn, mắc cỡ ghê luôn á. Mà lần trước chân nấu không có thành công, tại mua cái chao không có đúng. Lần này thật sự là cũng được cỡ 80%. Ngon quá. Hôm nay chưa mua được rau, cải xanh cũng ngon, rau muống cũng ngon. Mùa đông này nhầm lúc đi chợ không có rau muống cả nhà, kiếm hoài không có. Hoặc là rau nó già, già như ngoại vậy đó. Chắc sẽ cho thêm rau muống vô. Nhà chân là đạo rau muống. Thằng con của chân á, chân nấu canh chua rau muống với tôm á, một mình nó ăn hết một bó rau muống 12 đồng một mình ăn hết. Xong rồi múc ra ăn hết rồi nó hỏi có mì trong nồi còn nữa không, mì nó còn ngoài chợ con. Hai mẹ con ăn rau hào lắm. Thì nó hết sôi mà mở lên thì nó sôi quá, sợ cái thịt lát nó rụt. Cục này xương quá, cho nó lại chút xíu đi. Ngon quá.
lắng qua. Nấm rơm này đông đá này cả nhà, ngon. Nó giống nấm rơm tươi mình nấu lên cỡ 8-10. Lúc trước chân biết, cho mua là nấm rơm lon á, ăn nó có cái mùi kỳ, cái vị kỳ, có cái vị kỳ lắm. Nhưng mà hôm trước chân đi chợ, chân thấy trong đông đá có cái nấm rơm này, mua về nấu ngon. Bữa kia nhà còn dư cà chua. Cà tím. Chân lấy chân kho với nấm rơm, kho chay á. Nhỏ gái nuôi nó ăn nó khen ngon quá trời. Bây giờ lúc nào chân cũng mua để tủ lạnh đó. Để làm ăn. Hết sảy, ngon quá, nóng quá. Cả nhà ơi, vậy là chân đã ăn xong rồi, no quá rồi cả nhà, hai tô. Chân ăn bún ít, chân ăn rau nhiều. Chân xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi hết video của chân. Xin hẹn lại gặp lại cả nhà vào video lần sau. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà.